Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 bùng nổ, nhiều địa phương và các doanh nghiệp du lịch đều kỳ vọng mùa hè sắp tới tiếp tục là dịp bội thu của ngành này. Theo Tổng cục Du lịch, lượng khách nội địa đang có sự phục hồi nhanh chóng, xấp xỉ như thời điểm 2019 khi chưa có dịch. Trong đó, hai đợt nghỉ lễ vừa qua đã được xem là bàn đạp cho cao điểm du lịch hè. Thị trường đang ấm dần trở lại và đây là cơ hội để các doanh nghiệp tiếp tục có sự chuẩn bị chu đáo hơn mùa du lịch hè năm nay. Cái thói quen đi du lịch là dần dần nó được phục hồi và người ta cảm thấy ít ngại ngùng trong cái việc mà đi du lịch nữa. Cho nên tôi nghĩ là trong cái mùa hè năm nay, trong cái thời gian tới thì lượng khách sẽ đổ đến cái khu vực miền Trung của chúng ta, trong đó có thành phố Đà Nẵng và nhiều hơn nữa. Bởi vì dù sao thì chúng ta cũng có một cái lợi thế, đó là du lịch biển thì nó cũng rất là phù hợp với lại cái mùa hè này. Với sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, số lượng cơ sở lưu trú, dịch vụ, du lịch quay trở lại hoạt động ngày một tăng. Chính vì vậy, việc đảm bảo chất lượng và an toàn phục vụ khách được ngành du lịch thành phố đặc biệt quan tâm nhằm giữ vững thương hiệu về điểm đến. Tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các cái cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố, trong đó là tập trung chủ yếu các cái nội dung về chất lượng dịch vụ, nhân sự cũng như cái điều kiện an toàn trong quá trình đón khách và các cái phương án phòng chống dịch cũng như là xử lý các sự cố khi mà có các trường hợp F0 xảy ra trong quá trình kinh doanh phục vụ khách du lịch. Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, trong thời điểm hiện nay, du lịch nội địa vẫn đang đóng vai trò quan trọng là trụ đỡ cho quá trình phục hồi khi lượng khách quốc tế sẽ chưa thể gia tăng nhanh như mong muốn. Vì vậy, các địa phương doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội này để tiếp tục tạo ra những sản phẩm phù hợp với sở thích nhu cầu của khách trong nước.